Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 59. Hạ Ái San hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Năm nay cô bé mới lên 5 tuổi, là cháu gái của vua đánh cược, từ nhỏ đã được cưng chiều như một công chúa. Trước đây, cô bé chưa từng trải qua bất cứ khổ cực nào, dù chỉ là một lời mắng nhiếc hay thậm chí một chút không thân thiện. Nên trong mắt cô bé, tất cả mọi người đều tốt, đều thân thiện và ân cần. Cho đến khi bị một nhà sư xấu xí đầu đội đầy giết bắt cóc, cô bé mới biết trên đời thực sự có ác quỷ tồn tại. Cô bé đã ở trong căn phòng này 3 ngày rồi. Phòng được bài trí rất ấm cúng, đầy hoa tươi và đồ chơi, giống như thế giới cổ tích. Có 2 bà lão chuyên trách phục vụ cô bé có thể ra lệnh bất cứ điều gì, trừ ra ngoài. Cô bé chỉ có thể nhìn ra thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ. Đó là một khu vườn rất lớn, có lính canh gác. Trên hành lang bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có những cô gái xinh đẹp đi ngang qua, họ ăn mặc lộng lẫy như cô dâu, chỉ là không thấy nụ cười cô dâu trên gương mặt, đôi khi còn có nước mắt vương trên khóe mắt. Hạ Ái San hoàn toàn không biết, cô bé và những cô gái đó giống nhau, đều đã rơi vào vực thẳm của số phận an bài. Tâm hồn nhỏ bé của cô chưa thể tưởng tượng nổi tội ác trên đời này. Cánh cửa mở ra, 2 bà lão bước vào, cùng đi với họ là một cô gái trẻ. Cô gái này, cô bé đã nhìn thấy 2 ngày trước, vào buổi hoàng hôn ấy, cô ấy mặc trang phục cưới, khóc lóc đi ngang qua cửa sổ. Vừa bước vào, 2 bà lão đã lột sạch quần áo cô bé rồi ném cô bé vào bồn tắm. Cô bé dường như nhận ra điều gì đó, giãy giụa chống cự hết sức. Chị gái trẻ kia đứng nhìn, tay ôm một bộ quần áo mới, gương mặt và ánh mắt đều vô cảm. Dù rõ ràng cô ấy đang sống, nhưng Hạ Ái San cứ cảm thấy cô ấy đã chết rồi. Sức mạnh của 2 bà lão rất lớn, tắm cho một bé gái lên 5 tuổi đối với họ đơn giản như tắm một con vịt. Cô bé, may mắn thật đấy, được tướng quân để ý, phục vụ tốt cho tướng quân, từ nay sẽ hưởng phước cả đời. Cô phải ngoan ngoãn nha. Những đứa hư đốn không nghe lời sẽ bị bán đến phố đèn đỏ đấy, tuổi nhỏ như cô mà bị bán đến đó thì khổ lắm. Hạ Ái San không hiểu phố đèn đỏ là gì, tại sao tuổi nhỏ lại phải khổ sở. Sau khi tắm xong, 2 bà lão xịt nước hoa lên người cô bé, mùi rất nồng nặc. Nhưng cô bé ghét mùi đó. Rồi chị gái nhỏ kia đến mặc quần áo cho cô bé. Đó là một bộ váy công chúa trong truyện cổ tích, rất đẹp. Đính kết bằng những viên ngọc trai lấp lánh như sao. Bộ váy này đặt may ở Chiang Mai đấy, vì cô mà thợ may ở đó phải vất vả lắm, cô nhỏ quá. Một bà lão nói. Nếu ở Hào Giang, nếu bộ váy do mẹ cô bé mua, Hạ Ái San nhất định rất thích. Nhưng ở đây, cô bé chống cự tất cả theo bản năng. Chị gái nhỏ kia thì thầm bên tai cô bé, đừng cửa quậy, đừng kêu la, chị sẽ giúp em. Hạ Ái San im lặng. Ngơ ngác nhìn chị gái. Chị gái nhỏ nói với 2 bà lão, các bà ra ngoài đi, để tôi trang điểm cho cô ấy. 2 bà lão có vẻ không yên tâm lắm. Chị gái nhỏ lại nói, tướng quân bảo tôi chăm sóc cô ấy chu đáo, hơn nữa tối nay tôi là phù dâu của cô ấy, các bà lo gì chứ? 2 bà lão khúm núm đi ra ngoài. Hạ Ái San không hiểu hỏi, chị vừa nói phù dâu gì vậy? Nhóc ngốc, chị gái nhìn cô bé với vẻ đầy yêu thương. Em không biết mình sắp làm cô dâu à? Thật đáng thương, em thật sự còn nhỏ quá. Hạ Ái San dường như hiểu ra điều gì, òa khóc nức nở, hu hu, em không muốn làm cô dâu. Em muốn về nhà. Chị gái nhỏ ôm đầu cô bé, đừng khóc, em gái, đừng khóc, để họ nghe thấy thì em sẽ rất thảm đấy. Nghe lời chị, đừng khóc nữa. Hạ Ái San ngừng khóc, ngẩng đầu lên mờ mịt nói, chị ơi, đây là đâu vậy? Tại sao em lại ở đây? Em phải làm cô dâu của ai? Ác quỷ, gương mặt chị gái nhỏ thoáng vẻ đau khổ, đây là nơi ở của ác quỷ, bất kỳ cô gái nào bị bắt đến đây đều trải qua cùng một số phận, trở thành cô dâu của ác quỷ. Chị thì sao? Chị cũng vậy à? Đúng, chị cũng vậy. Chị bao nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi. Chị đến đây bằng cách nào vậy? Bố chị là cảnh sát. Ông ấy đánh tan một băng đảng buôn ma túy, được vinh danh là anh hùng. Rồi gia đình chị bị ác quỷ trả thù. Bố chị chết, mẹ cũng chết, chị bị bắt đến đây. Hạ Ái San không hiểu lắm, chỉ biết bố mẹ chị gái nhỏ đã chết cả. Cô bé thấy cô ấy thật đáng thương.
Chị gái nhỏ cởi chiếc nhẫn trên tay ra, đeo lên ngón tay của Hạ Ái San. Trên mặt nhẫn có một viên ngọc bích rất đẹp. Chiếc nhẫn này, bố chị tặng cho chị. Ông ấy bảo, nếu có ngày chị bị bọn buôn người bắt đi, hãy dùng răng cắn vỡ mặt nhẫn, bên trong có chất độc, chỉ cần 10 giây là chết, sẽ không quá đau đớn. Tại sao vậy ạ? Hạ Ái San ngơ ngác hỏi. Bởi vì bọn buôn người đều là ác quỷ, những gì chúng làm với em sẽ còn đau đớn hơn cả cái chết. Chị tặng nó cho em. Đêm nay, em sẽ trở thành cô dâu của ác quỷ. Vậy em phải cắn vỡ nhẫn sao? Không, hãy sống sót, chờ đợi được giải cứu, hoặc chạy trốn. Có lẽ phải chờ rất lâu, nhưng vẫn còn hy vọng. Vậy khi nào thì dùng nó ạ? Hạ Ái San nhìn chiếc nhẫn. Khi em chạy trốn bị bắt về, hoặc khi em thực sự không thể chịu đựng nổi sự tra tấn của chúng nữa. Chị gái nhỏ nhìn cô bé, em hiểu chưa? Hạ Ái San cái hiểu cái không gật đầu. Còn chị thì sao? Chị à, gương mặt chị gái nhỏ lộ vẻ dứt khoát, đêm nay chị sẽ chạy trốn, lúc các người tổ chức đám cưới là cơ hội tốt nhất của chị. Nhưng nếu chị bị bắt về thì sao? Nếu, chị gái nhỏ không trả lời, chỉ cười một cách bi thảm, chị may mắn hơn em, chị đã 13 tuổi rồi, em mới có 5, chị đã sống được 8 năm hạnh phúc hơn em. Em gái, hãy cố gắng sống sót nhé. Số phận đã được định sẵn rồi, những ai đến tam giác vàng đều đã được trời chọn lựa. Hạ Ái San hoàn toàn không hiểu những lời cuối cùng của chị gái nhỏ. Chấm. Tác Cương mặc một bộ quân phục, ngồi trong văn phòng, hai chân đặt lên bàn làm việc, miệng ngậm điếu xì gà, thoải mái phì ra một hơi khói. Tướng quân. Một thuộc hạ của ông ta bước vào. Tướng quân, vừa nhận được tin, phía Hào Giang xảy ra chuyện lớn. Hà Gia Sương tiếp quản giải trí Ngân Sa, bây giờ cả Hào Giang đều thuộc về nhà họ Hà rồi. Cái gì? Tác Cương suýt nhảy khỏi ghế làm việc. Làm sao có thể, còn Edson thì sao? Có vẻ đã chết rồi. Chết ư, làm sao có thể, đội vệ sĩ của hắn toàn lính đánh thuê, có thể đánh nhau được mà. Vâng, tất cả đều đã chết. Ai làm vậy, Hà Gia Sương không thể làm được điều đó. Không rõ, nhưng có thể liên quan đến nhà họ Lý ở Hương Giang. Nhà họ Lý Hương Giang, làm sao có thể, từ trước đến nay Lý Ngôn Thành vẫn không để ý đến việc kinh doanh sòng bạc. Theo tin từ nội bộ Hồng Môn, có một người tên Lý Dục Thần, nghe nói từ nội địa Hoa Hạ tới, Lý Ngôn Thành đã thừa nhận quan hệ thân thích với anh ta. Nghe nói Edson bị một người tên Mã Sơn bên cạnh Lý Dục Thần giết chết. Lý Dục Thần, Tác Cương nhíu mày, còn Giang Long Huy thì sao? Có vẻ đã bị Lý Dục Thần phế rồi, hiện tại Hồng Môn Nam Dương đã do Nguyễn Hướng Đông từ Hương Giang tiếp quản để điều chỉnh lại. Tác Cương bẻ làm đôi điếu xì gà trên tay, ném mạnh xuống đất, mắng một tiếng, đồ ngu. Tướng quân, thuộc hạ đắn đo một lúc rồi hỏi, nếu nhà họ Hà lại kiểm soát Hào Giang, vậy cháu gái của Hà Gia Sương. Tác Cương ngẩn người, xoa xoa huyệt thái dương. Lão già Hà Gia Sương này, làm đủ thứ kinh doanh. Chỉ không chịu đụng vào ma túy. Hàng hóa từ tam giác vàng có thể dễ dàng vào Las Vegas, nhưng không thể vào Hào Giang. Điều này khiến Tác Cương rất đau đầu. Giờ kế hoạch của Giang Long Huy đã thất bại, nhà họ Hà không những không sao, mà còn nuốt luôn Ngân Sa, trở nên hùng mạnh hơn xưa. Theo lẽ thường, ông ta nên thả Hạ Ái San ra, dù giữ lại cũng chỉ là một con át chủ bài, không thể làm hại cô bé. Nhưng mỗi khi nghĩ đến gương mặt xinh xắn đáng yêu tựa thiên thần ấy, Tác Cương lại cảm thấy ngứa ngáy. Kế hoạch vẫn không đổi, tối nay tôi sẽ động phòng với thiên thần nhỏ, ha ha ha. Tam giác vàng không phải như mọi người tưởng tượng, ngoài một nhóm buôn bán vũ khí và ma túy, chỉ là núi non hiểm trở, hoang vắng không người. Trên vùng đất rộng hơn 10 vạn cây em vuông này, có hơn 3.000 thôn trấn rải rác, với hơn 2 triệu người sinh sống. Người dân nơi đây cũng không cảm thấy mình khác gì những nơi khác. Nếu không có người dẫn đường, sẽ rất khó tìm được hang ổ của Tác Cương. Lý Dục Thần khởi hành từ Hào Giang lúc rạng sáng, trời còn chưa sáng đã tới thị trấn Chiang Mai phía Bắc Thái Lan. Đây là hướng Chana Lệ Chỉ, đây là thị trấn nhỏ biên giới của Thái Lan, đi về phía Tây Bắc 10 cây số sẽ vào khu vực Tam Giác Vàng, nơi dòng sông Mekong chảy qua. Chana Lệ không cảm thấy lạ gì khi Lý Dục Thần có thể bay. Từ chém Itazura Kazuyoshi tại Đại hội Võ Lâm Tiền Đường, đến điều khiển máy bay hạ cánh an toàn,
rồi đến dễ dàng tiêu diệt võ hồn của Thái Hòa Trung tại Sòng Bạc Hào Giang, mỗi lần đều khiến cô ta phải cập nhật nhận thức về sức mạnh của Lý Dục Thần. Lần trước về Malaysia, kể với sư phụ Fatima về chuyện máy bay, sư phụ nói Lý Dục Thần có lẽ đã bước vào cảnh giới tiên thiên thực sự, có thể khống chế vật lớn trong vô hình, tức là có thể ngự kiếm bay lên trời, nhưng cô ta vẫn cho rằng mình đánh giá cao anh quá. Nhưng lần này, cô ta nhận ra khi bay Lý Dục Thần không dùng bất kỳ phương tiện gì. Điều này khiến cha Na Lệ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì điều đó có nghĩa tu vi của Lý Dục Thần có lẽ còn cao hơn cả sư phụ cô ta. Cao đến mức nào? Cô ta không biết. Bởi cô ta cẩn thận nhớ lại, dường như Lý Dục Thần chưa bao giờ thi triển hoàn toàn uy lực, mọi việc đều dễ dàng. Điều này không chỉ khiến cô ta kinh ngạc, mà còn có chút nản lòng. Từ trước tới nay, cô ta vẫn tự xem mình là thiên tài. Dù ở nhà họ cha hay Huyền Hàng Môn, cô ta cũng luôn được đào tạo như một thiên tài. Fatima từng nói cô ta là đệ tử có thiên phú nhất mà bà gặp, chỉ cần cô ta đủ nỗ lực, sau 100 hay 200 năm nữa, cô ta cũng có thể trở thành đại mã nữ thần, bảo vệ rừng già. Vì vậy, cô ta rất cố gắng. Tất nhiên, cô ta cũng rất kiêu ngạo. Nhưng giờ đây, sự kiêu ngạo của cô ta dường như vỡ tan tựa lọ thủy tinh rơi xuống đất. Giống như một học sinh giỏi gặp phải thiên tài, nỗ lực và tài năng của học sinh giỏi trở nên không đáng kể trước thiên tài. Tuy nhiên, cha Na Lệ nhanh chóng tìm ra giá trị của mình, bởi cô ta nhận ra Lý Dục Thần dường như không hiểu biết lắm về các khía cạnh của cuộc sống thế tục, anh giống như một vị tiên không dính dáng đến bụi bặm trần gian. Cha Na Lệ lớn lên ở Nam Dương, việc tu luyện của Huyền Hàng Môn vốn phải hòa nhập với đời sống địa phương. Cô ta biết có thể tìm được tên buôn bán ma túy ở đâu, tìm được manh mối dẫn đến căn cứ của Tắc Cương. Họ đi qua một con phố cũ. Hai bên phố là những ngôi nhà gỗ cũ kỹ. Có không ít phụ nữ ăn mặc hở hang đứng trước cửa, có người hút thuốc, có người cắn hạt dưa, khi thấy đàn ông đi qua đường, họ liếc mắt đưa tình. Chỉ cần đàn ông có chút dấu hiệu, phụ nữ sẽ nũng nịu đi đến, lôi họ vào những căn nhà gỗ nhỏ phía sau. Lý Dục Thần tuấn tú phóng khoáng, Mã Sơn cao lớn cường tráng, hai người đại diện cho hai kiểu đàn ông quyến rũ nhất, đương nhiên gây chú ý trên con phố cũ nát này. Vào chơi đi nào, phụ nữ dùng tiếng Hán kém cỏi mời gọi. Mã Sơn chủ động đứng gần cha Na Lệ hơn, nhìn thẳng không chớp mắt, tỏ ý ngoài cha Na Lệ ra, anh ta không để ý đến người phụ nữ khác. Cha Na Lệ thấy anh ta làm bộ như vậy, không khỏi muốn cười, nói, diễn rất giống đấy. Thấy hai người như thế, những phụ nữ trước cửa tự nhiên bỏ cuộc với Mã Sơn, chuyển hướng tấn công Lý Dục Thần. Vào chơi đi nào, anh đẹp trai. Này, chẳng lẽ anh vẫn còn trai tân à? Nếu vậy thì cô đây sẽ giảm giá 1.000 nhé. Tôi giảm 1.500. Tôi giảm 2.000 luôn. Anh chàng đẹp trai thế này, bà đây nuôi anh cũng được. Chấm. Đi qua con phố cũ, họ rẽ vào một ngõ nhỏ tối tăm tỏa mùi mốc, hai bên là những bức tường thấp bao quanh các sân nhà, hầu hết các cửa đều đóng. Một thanh niên gầy như que củi đứng hút thuốc ở lối vào ngõ, cảnh giác nhìn họ. Cha Na Lệ đi tới, nói năng gì đó bằng tiếng địa phương, Lý Dục Thần và Mã Sơn đều không hiểu. Thanh niên gầy có vẻ nghi ngờ, liếc nhìn Mã Sơn và Lý Dục Thần vài lần, rồi quay người đi sâu vào ngõ. Mã Sơn hỏi cha Na Lệ, em nói gì với anh ta vậy? Cha Na Lệ đáp, tôi bảo các anh là khách hàng lớn từ nội địa, muốn gặp ông chủ của họ. Mã Sơn nhìn những ngôi nhà cũ nát và bức tường xung quanh, chỗ này làm gì có ông chủ? Đừng coi thường nơi này, ông chủ của họ tên Mục Khôn, kiểm soát đường dây buôn bán ở hai con phố. Chiêng Giai là một điểm trọng yếu của Tam Giác Vàng về phía Nam, tuy Mục Khôn chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng rất quan trọng. Ông ta chắc chắn đã từng tới hang ổ của Tắc Cương. Sao em biết nhiều vậy? Mã Sơn ngạc nhiên nhìn cha Na Lệ. Đừng quên, sư phụ tôi là nữ Vu Tùng Lâm, bất cứ nơi nào có rừng già đều có người của Huyền Hàng Môn chúng tôi. Cha Na Lệ nói. Thanh niên xăm trổ nhanh chóng trở lại, nói năng gì đó rồi ra hiệu cho họ đi theo vào ngõ, dừng lại trước một cánh cổng. Thanh niên gõ cửa theo một tiết tấu nhất định. Cánh cửa kéo kẹt mở ra, một người đàn ông trung niên miệng lệch mắt xếch xuất hiện, nhìn họ với vẻ cảnh giác rồi ra hiệu cho vào. Thanh niên xăm trổ không vào, quay trở lại ngõ canh gác. Trong sân có một chiếc bàn, vài người đang đánh bài.
Người đàn ông miệng lệch đi tới, nói nhỏ vài câu bên tai một người trong đám đó. Người đó buông bài trên tay, nhìn bọn họ đánh giá. Từ nội địa Hoa Hạ tới à? Hắn ta dùng tiếng Hoa ngọng nghịu hỏi, hàng từ nội địa thường đi đường Bắc, sao các người lại từ phía Nam tới? Chẳng lẽ là sớm giả dạng à? Người ngồi cạnh hắn ta rút một con dao, vung vẩy trên tay. Một tên khác lôi súng ra, đặt lên bàn. Lý Dục Thần hỏi cha Na Lệ, ông ta có phải là Mục Khôn không? Cha Na Lệ lắc đầu, tôi cũng không biết. Mã Sơn nói, cái quái gì mà nhiều lời vậy, bắt lấy đánh cho một trận là nói hết thôi. Đối phương rõ ràng nghe hiểu lời của anh ta, vội vàng đứng dậy, định ra lệnh cho thuộc hạ hành động. Nhưng động tác của Mã Sơn nhanh hơn cả lời nói. Bịch bịch hai tiếng, ba tên trên bàn đã ngã xuống, khẩu súng cũng đã nằm trong tay Mã Sơn. Tên kia thậm chí không kịp nhìn Mã Sơn ra tay như thế nào, cái nòng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào đầu gã ta. Người đàn ông miệng lệch thấy tình thế nguy hiểm, quay phắt người bỏ chạy, miệng há hốc định hô hoán thì cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại. Đưa tay móc một cái, từ cái miệng lệch lôi ra một con sâu lớn, gã ta ngồi xuống nôn khan, phun ra một đống máu rồi ngất xỉu trên mặt đất. Các người là ai vậy? Tên kia bị Mã Sơn chĩa súng vào đầu nhưng vẫn rất hung hăng, mặt đầy vẻ dữ tợn. Có biết đây là đâu không? Ngay cả cảnh sát Thái Lan cũng không dám đụng vào chỗ này đâu, dám tới đây gây sự, các người sẽ chết một cách thê thảm đấy. Mẹ kiếp, bị chĩa súng vào đầu mà còn to mồm thế. Để tao hỏi mày, mày có phải là Mục Khôn không? Không phải. Vậy Mục Khôn ở đâu? Tại sao tao phải nói với mày? Ừ nhỉ, tại sao nhỉ? Mã Sơn gãi đầu, quay ra phía sau gọi, vợ ơi! Cho tên này chút điểm tâm đi, món sống nhé. Đừng gọi tôi là vợ, cha Na Lệ hơi tức giận. Nhưng cô ta vẫn ra tay. Một con rắn bò lên vai tên đó, quấn quanh cổ, đầu rắn hình tam giác ngẩng lên, thè cái lưỡi đỏ về phía mặt gã. Lúc này tên kia mới thực sự sợ hãi, run rẩy nói, ở sân sau có mấy vị khách hàng lớn tới bàn chuyện làm ăn. Tổng cộng có bao nhiêu người bên trong? 20-30 người. Chắc chắn Mục Khôn có mặt à? Chắc chắn. Ồ đúng rồi, hỏi thêm, mày có biết tướng quân ở đâu không? Tên đó ngẩn ra, lắc đầu nói, không, không biết. Mục Khôn biết chứ? Có lẽ ông ta biết, ông ta thường đến đó. Mã Sơn gật đầu, nói với cha Na Lệ, vợ ơi, thu hồi điểm tâm đi, đừng lãng phí. Tôi bảo đừng gọi tôi là vợ rồi. Cha Na Lệ trừng mắt nhìn anh ta, vẫy tay một cái, con rắn kia bỗng biến mất trong hư không. Tên kia thở phào một hơi, van nài, tôi chỉ là nhân vật nhỏ thôi, các người tha cho tôi đã nói hết những gì mình biết rồi. Hiểu rồi. Mã Sơn nói xong, bắn một phát vào đầu gã ta. Sân sau cách sân trước hai căn phòng, phía sau là một căn nhà hai tầng, trên nóc nhà có lính canh gác. Căn phòng rất rộng nhưng tối tăm u ám. Mục Khôn thích môi trường tối tăm như vậy, không thích quá sáng, nơi quá sáng sẽ khiến ông ta không cảm thấy an toàn. Mục Khôn ngồi một bên bàn, đối diện là ba vị khách mặc đồ khác nhau, họ đã đợi 3 ngày ở Chiang Mai mới được phép vào đây gặp Mục Khôn. Mục Khôn ném 3 gói bột nhỏ lên bàn trước mặt 3 khách. Mỗi người lấy 1 gói, xé ra, chấm ngón tay thử một chút. Phụt, một người phun ra, này ông bạn già, không ổn nha, sao hàng năm nay kém thế? Mục Khôn nói, năm nay thu hoạch không tốt, sản lượng ít, các anh cũng biết, châu Âu và Bắc Mỹ đòi hỏi chất lượng cao nên được ưu tiên cung cấp trước. Vậy phía Đông Á này thì sao? Số lượng lớn như thế, các anh không thể bỏ mặc chúng tôi chứ? Năm trước các anh cũng để lại ít nhất 1/3 hàng cao cấp cung cấp cho thị trường trong nước. Phần nửa đã bị huy gia của Hồng Môn Nam Dương nuốt mất rồi, nếu muốn hàng cao cấp thì hỏi hắn đi. Cái gì? Hồng Môn ngày càng vô lý rồi. Trước đây họ không đụng vào ma túy, thậm chí còn hay xen vào chuyện của chúng ta, giờ tự mình buôn bán hàng trắng, một lần nuốt luôn nửa số hàng, coi chúng ta là cái gì. Việc phá hỏng quy tắc như vậy, tướng quân không thể bỏ qua được. Tướng quân làm sao được? Các anh có thế lực lớn bằng Hồng Môn sao? Tổng lượng hàng của các anh cộng lại cũng chẳng đáng là bao. Huống hồ, các anh có biết Huy gia đối nhân xử thế khéo léo như thế nào không? Hắn đã gửi một công chúa nhỏ cho tướng quân, còn các anh thì sao? 3 người nhìn nhau,
gật đầu, một người trong đó vỗ tay. Cửa mở ra, hai thuộc hạ dẫn theo ba cô gái khoảng chừng mười mấy tuổi bước vào. Đây là một ít quà gặp mặt mà chúng tôi dâng cho tướng quân, xin chuyển giúp để tỏ lòng kính trọng của chúng tôi. Những cô gái co ro một góc, khép nép thành một đám. Mục Khôn đi tới, nhấc cầm từng cô gái lên xem, hỏi, chắc chắn là hàng non chứ? Nếu đã hỏng rồi, tướng quân sẽ nổi giận đấy. Yên tâm, tuyệt đối là hàng non. Bây giờ hàng non lớn khó kiếm lắm, chỉ có thể tìm được hàng nhỏ tuổi thế này thôi. Được rồi, thấy các anh có tâm, tôi sẽ giúp các anh tranh thủ thêm chút hàng cao cấp. Các anh đi Chiêng Mai nghỉ vài ngày, đợi tin của tôi nhé. Ba vị khách đứng dậy, vô cùng cảm kích, chuẩn bị ra về. Bỗng nghe một tiếng súng nổ vọng từ sân trước. Họ lập tức căng thẳng, vô thức rút súng ra. Thuộc hạ của Mục Khôn cũng lôi súng ra, hai bên đứng sóng vai với nhau. Mục Khôn, chuyện gì vậy? Có phải cảnh sát tới không? Mục Khôn nói, yên tâm đi, chỗ này không có chuyện gì đâu. Ông ta ra hiệu cho một thuộc hạ, ra xem thử đi. Tên thuộc hạ sắp đi mở cửa, thì bịch một tiếng, cánh cửa bị đạp bay vào, rồi bạch một cái đập vào tường phía sau, máu phun tung tóe, người đứng sau cửa đã biến thành một đống thịt nhừ. Ba người bước vào từ ngoài cửa. Đi đầu là một nam một nữ, nam cao lớn vạm vỡ, nữ xinh đẹp mỹ miều. Đi sau họ là một chàng trai chạc 20 tuổi, phong thái thanh thoát xuất trần. Ban đầu gương mặt anh tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy ba cô gái run rẩy co ro ở góc phòng, trong mắt anh bỗng toát lên một luồng sát khí. Ngoài Mục Khôn ra, hơn chục người trong phòng đều giơ súng lên. Ai là Mục Khôn? Vừa bước vào, Mã Sơn đã lớn tiếng hỏi. Khi nói, anh ta nhìn thẳng vào Mục Khôn, bởi chỉ có tên này không cầm súng, rõ ràng là ông chủ ở đây. Các người là ai? Mục Khôn nghe Mã Sơn nói tiếng Hoa, nhíu mày, cũng dùng tiếng Hoa ngọng nghịu hỏi lại. Mã Sơn gật đầu, xem ra ông chính là Mục Khôn rồi. Mục Khôn nhíu mày, từ lúc nghe tiếng súng nổ ở sân trước, đến khi ba người xuất hiện ở đây, ông ta chỉ nói được hai câu. Chỉ trong vài giây, họ đã vượt qua hai sân, thậm chí vận động viên chạy nước rút trên thế giới cũng chưa nhanh như thế. Hơn nữa, ngoài hành lang có người của ông ta canh gác, trên mái nhà cũng có lính gác. Nhưng bọn họ không hề có động tĩnh, chứng tỏ đã bị xử lý rồi. Ông ta không thể hiểu nổi, họ đã làm thế nào? Các người tìm tôi làm gì? Dẫn chúng tôi đi gặp tướng quân, Mã Sơn nói. Mục Khôn thở phào một hơi, tưởng họ là khách hàng tới mua hàng, lạnh lùng cười nói, tướng quân không phải muốn gặp là gặp được đâu. Các người từ đường dây nào tới, mang bao nhiêu tiền đến đây? Những người mua hàng tới trước không vui, giận dữ nói, Mục Khôn, từ bao giờ người mới cũng có thể tùy tiện tới mua hàng vậy? Bây giờ các người ở Tam Giác Vàng làm ăn cũng bất chấp luật lệ thế à? Mục Khôn buông tay nói, chúng tôi làm ăn, chỉ xem ai cho nhiều tiền, ai có thiện chí. Sau đó lại nhìn Mã Sơn, thiện chí của các người thế nào? Thiện chí à? Mã Sơn bỗng nện một quyền vào mặt tên mua hàng vừa lên tiếng. Tên đó ngã lăn ra đất, đầu đã bị đập méo mó. Mục Khôn chưa kịp phản ứng, thân hình của Mã Sơn đã lướt như chớp qua khắp phòng, quyền đến tới tấp như gió, rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy quyền đã hạ gục hết mọi người trong phòng. Mã Sơn không giống Lý Dục Thần có thể hoàn toàn không sợ đạn, nhưng trong không gian hẹp như thế này, anh ta hoàn toàn không sợ đối phương có súng. Có súng thì cũng phải có thời gian rút súng ra bắn chứ. Mục Khôn kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, trong đầu hiện lên hai chữ, Tông Sư. Thái Lan có không ít Tông Sư Thái Quyền, ngay tại Chiêng Mai cũng có. Chiêng Giai trước đây cũng từng có một cao thủ, nhưng sau đó bị tướng quân giết vì ngăn cản đường làm ăn của ông ta. Lý Dục Thần đi về phía ba cô gái co ro ở góc phòng. Các cô gái rất sợ hãi, không dám nhìn anh. Lý Dục Thần ngồi xổm xuống, mỉm cười với họ. Không hiểu từ đâu một luồng không khí ấm áp như gió xuân tràn đến, xua tan đám mây đen và nỗi sợ hãi trong lòng các cô gái. Gương mặt điển trai rạng rỡ trước mắt khiến họ cảm thấy ấm áp. Bỗng một cô gái òa khóc, em muốn về nhà. Hu hu. Cô ấy khóc, hai cô còn lại cũng khóc theo. Cha Na Lệ đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy họ, nói, được rồi, các em sẽ nhanh chóng được về nhà thôi,
nói cho chị biết, nhà các em ở đâu? Làm sao lại đến được nơi này? Em ở Điền Nam, một cô gái nức nở nói, em đang chơi trước cửa nhà, có hai người đi xe máy tới, một người xuống bế em đi. Họ đánh em, không cho em khóc, hu hu. Em tới từ Quế Châu, một cô gái khác sợ hãi nói, em cũng không biết làm sao lại đến đây, em đang đợi mẹ ở bến xe, trời rất nóng, một dì tốt bụng cho em một ly nước uống, sau đó em ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì đã ở một nơi lạ hoắc. Cha Na Lệ chỉ cảm thấy nhói lòng, thương những đứa trẻ khốn khổ, đến lúc này vẫn còn nghĩ người đàn bà cho mình uống nước là người tốt. Cô gái thứ ba im lặng không nói gì. Cha Na Lệ cảm thấy lạ, hỏi, còn em, nhà em ở đâu? Cô bé lắc đầu, em không có nhà. Không có nhà à, sao lại không có nhà? Bố mẹ em đâu? Mẹ em cũng đã chết rồi. Còn bố thì sao? Cô bé cúi đầu, lâu lắm mới đủ can đảm nói, bố là người xấu. Bố cờ bạc, nghiện ngập, cả ngày không về nhà, lúc mẹ ốm, bố cũng không về thăm. Vậy em đến đây bằng cách nào? Bố nợ rất nhiều tiền, họ đến nhà đòi nợ, mẹ đã chết, em bị bán để trả nợ cho bố. Cha Na Lệ thở dài, cây thuốc phiện này, không biết đã hại bao nhiêu người rồi. Nhưng đối với người ở Tam Giác Vàng, nó lại là thứ để tồn tại, giống như lương thực đối với nông dân vậy. Em tên gì? Sư Tiểu Hoa, mẹ bảo, hoa thuốc phiện là loài hoa đẹp nhất thế gian, nhưng cũng là loài hoa độc nhất. Thả em là một đóa hoa dại bên đường còn hơn là bông hoa thuốc phiện gây hại cho người. Lý Dục Thần thở dài. Từ khi vào đời, anh chỉ lưu lạc trong các gia tộc quyền quý, ít khi chứng kiến nỗi khổ của người nghèo khó trên đời. Chỉ qua vài câu nói, không biết đứa trẻ này đã phải chịu bao nhiêu đau khổ cay đắng. So với cô bé, tuổi thơ của mình cũng chưa gian khổ lắm, ít ra vẫn còn nhiều kỷ niệm hạnh phúc để nhớ lại. Các người rốt cuộc muốn làm gì vậy? Mục Khôn nhìn họ, hơi bối rối, ba đứa trẻ này, là để dâng cho tướng quân đấy. Lý Dục Thần quay lại, chỉ tay về phía Mục Khôn. Từ đầu ngón tay, một tia điện nhỏ bắn ra, quấn quanh lấy Mục Khôn. Mục Khôn la lên thảm thiết, run rẩy toàn thân, gương mặt hiện rõ vẻ đau đớn tột cùng. Sau một lúc lâu, tia điện quấn quanh người ông ta mới dần dần biến mất. Chiếc khóa điện này sẽ phóng điện một lần sau mỗi 2 giờ, mỗi lần phóng điện lượng năng lượng sẽ lớn hơn lần trước, thời gian kéo dài cũng lâu hơn. Lý Dục Thần nói, tốt nhất ông mau chóng dẫn chúng tôi đến gặp tướng quân đi. Mục Khôn tái mét mặt mày, nghĩ đến cứ 2 giờ lại phải chịu một lần tra tấn như địa ngục, chỉ muốn rụng rời. Cha Na Lệ tạm gửi ba cô bé nhỏ ở nhà một đệ tử Huyền Hàng Môn đang tu luyện tại Chiêm Giai. Việc này khiến họ chậm trễ hơn 1 giờ đồng hồ, làm Mục Khôn rất lo lắng sốt ruột. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Mục Khôn lái một chiếc xe chở họ lao về phía Bắc. Xe chạy được khoảng 50 cây số, chiếc khóa điện trên người Mục Khôn bắt đầu phóng điện, lóe lên những vòng sáng. Mục Khôn co giật, như đi một vòng địa ngục. Chỉ những ai từng trải qua mới hiểu được nỗi đau đớn ấy, ngay cả người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng không thể chịu đựng nổi. Ông ta cố tình lái xe chạy xuống sông Mekong, đồng quy vu tận cùng họ. Nhưng ông ta phát hiện, chiếc xe lại lướt trên mặt nước như đi trên đất bằng. Bên tai vang lên giọng nói của Lý Dục Thần, ông càng kéo dài thời gian, sẽ càng phải chịu nhiều đau đớn hơn. Đừng cố tự sát, ông sẽ không thành công đâu. Mục Khôn hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ta chỉ còn cách lái xe, men theo bờ sông Mekong, đi sâu vào Tam Giác Vàng. Khi đi qua một ngã rẽ, Lý Dục Thần nhìn thấy từ xa có vài điểm đen di chuyển chậm rãi trên con đường từ phía bắc xuống nam. Dừng lại, Lý Dục Thần nói. Mục Khôn miễn cưỡng dừng xe lại. Những điểm đen đó dần di chuyển lại gần, có thể nhìn thấy là một người và một chiếc xe đẩy. Chiếc xe đẩy di chuyển rất chậm, khoảng cách đến lần phóng điện tiếp theo ngày càng gần, vệt mồ hôi túa ra trên trán Mục Khôn, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Trong lòng ông ta nguyền rủa kẻ đẩy xe, nhưng rất nhanh ông ta nhận ra mình đã nguyền rủa sai, bởi người đẩy xe không phải người, mà là một con chó. Chiếc xe đẩy ngày càng gần. Lý Dục Thần nhảy xuống xe, đi về phía chiếc xe đẩy.
Mã Sơn và Cha Na Lệ không hiểu ra sao, cũng đi theo. Chỉ còn lại một mình Mục Khôn trên xe, đây là cơ hội tốt để ông ta chạy trốn. Nhưng trong lòng ông ta tràn ngập nỗi sợ hãi. Ông ta không dám chạy, ông ta biết nếu chạy thì sẽ bị tra tấn đến chết bởi chiếc khóa điện này. Giờ đây ông ta chỉ mong gặp được tướng quân càng sớm càng tốt. Chỉ có tướng quân mới có thể cứu ông ta, hoặc ít ra cũng giải thoát cho ông ta khỏi nỗi khổ này. Nhìn thấy Lý Dục Thần, con chó đang kéo xe dừng lại, vẫy đuôi chào anh, gâu gâu vài tiếng. Con chó vẫn gầy gò, lông vẫn thưa thớt, chỉ có ánh mắt vẫn trong vắt như xưa. Người đàn ông mù đứng bên chiếc xe đẩy mỉm cười với Lý Dục Thần, nói, Lý công tử phải không? Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Lý Dục Thần cười nói, tôi cũng không ngờ lại gặp cậu ở đây, Tang Cát. Cậu có thể nhận ra tôi, chứng tỏ thần thức của cậu đã đại thành rồi. Đó cũng nhờ sự chỉ điểm của công tử, Tang Cát chắp tay khom người chào Lý Dục Thần, rồi quay sang chiếc xe đẩy nói, mẹ ơi, đây là Lý công tử. Lý Dục Thần nhìn về phía chiếc xe đẩy, đạt ngõa, mẹ của Tang Cát đang nằm trên đó, gương mặt xanh xao, nhắm mắt lại, xem ra bệnh rất nặng. Lần gặp đầu tiên ở thủ đô, đạt ngõa đi bên cạnh, Tang Cát nằm trên xe đẩy, lần này thì ngược lại. Ồ, Lý công tử đấy à? Dù đang bệnh nặng, gương mặt đạt ngõa vẫn tỏa sáng vẻ hiền từ. Chuyện gì vậy? Lý Dục Thần hỏi. Ồ, không có gì đâu, chỉ là bị trúng gió thôi. Đạt ngõa nói. Lý Dục Thần dò xét bằng thần thức, quả nhiên là trúng gió, nhưng không đơn giản chỉ là trúng gió. Đạt ngõa quá mệt mỏi rồi, bà ấy đã dùng hết nửa đời người để chữa bệnh cho con trai, tiêu hao hết tinh thần và thể lực. Nhưng điều khiến Lý Dục Thần cảm thấy lạ là, trong cơ thể đạt ngõa có một nguồn năng lượng bí ẩn đang bảo vệ bà ấy, giúp bà ấy duy trì được hơi thở cuối cùng. Nguồn năng lượng này không xuất phát từ cơ thể đạt ngõa, cũng không đến từ bên ngoài, chẳng hạn như một pháp bảo nào kéo dài tuổi thọ. Nguồn năng lượng này dường như đến từ tận sâu trong linh hồn của đạt ngõa. Đây quả là một cặp mẹ con kỳ lạ, cùng với một con chó thần kỳ. Lý Dục Thần lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng đạt ngõa. Một nguồn suối trong lành tuôn vào cổ họng bà ấy, thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng và tứ chi của bà ấy. Gương mặt của đạt ngõa tràn đầy khí sắc, bà ấy mở mắt ra, đôi mắt long lanh như suối nguồn trong vắt, tinh khiết tựa bầu trời trên đỉnh Côn Lôn. Thật sự biết ơn quá, đạt ngõa nói, mỗi lần gặp Lý công tử đều có điều may mắn xảy ra. Đừng cảm ơn tôi, đó là phước báu của chính các người. Lý Dục Thần cười nói, sao các người lại đến đây vậy? Tang Cát đáp, tôi vẫn luôn đi theo sự chỉ dẫn của thần linh. Lý Dục Thần gật đầu, lúc chia tay ở thủ đô, Tang Cát đã nói rằng thần linh chỉ dẫn anh ấy đi về phía một con sông cuồn cuộn ở phương Nam. Dòng sông mà cậu nói chính là nơi này phải không? Đúng vậy, chắc chắn là ở đây, tôi cảm nhận được đã rất gần rồi. Thần linh dẫn dắt tôi đến nơi này, cũng chỉ lối cho tôi gặp lại Lý công tử. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt Tang Cát. Lý Dục Thần gật đầu, được rồi, tôi chúc phúc cho các người. Cảm ơn, Tang Cát và Đạt Ngõa cùng nói. Con chó tên Đa Cát cũng gâu gâu vài tiếng, liên tục vẫy đuôi, dường như cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn. Lý công tử, cậu còn nhớ cây sáo bằng xương kia không? Đạt Ngõa bỗng hỏi. Tất nhiên là nhớ rồi. Lý Dục Thần lấy cây sáo ra, tôi vẫn luôn mang theo bên mình. Ồ, tốt quá, nếu cậu nhớ đến chúng tôi, hãy thổi nó, chúng tôi sẽ nghe thấy. Dù ở đâu xa xôi, chúng tôi sẽ dùng linh hồn xin dâng lên lời cầu nguyện tới thần linh, cầu xin phù hộ cho công tử bình an. Lòng từ ái của Đạt Ngõa như giọt sương ngọc tuôn tràn trong lòng Lý Dục Thần. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhớ về mẹ mình, dù đã mất đi ký ức về mẹ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tình thương mẫu tử. Nghĩ đến khả năng mẹ mình vẫn còn sống, đang phải chịu khổ nạn trong cửu u địa ngục, Lý Dục Thần bỗng thấy lòng như dao cắt. Anh tạm biệt mẹ con Đạt Ngõa, trở lại xe. Mục Khôn đã rất nôn nóng, lập tức nhấn ga, xe phóng đi trong làn khói bụi. Đa Cát kéo chiếc xe đẩy, lại lên đường. Một chiếc xe đẩy, một con chó, một người mù, và một phụ nữ nằm trên xe, chậm chậm lướt trên con đường ẩm ướt phương Nam.
không xa nơi đó là dòng sông Mê Công cuồn cuộn chảy xiết. Chấm. Ngay trên bờ sông Mê Công phía bắc Chiêng Rai, có một ngôi chùa cũ nát. Tường vách đổ nát, cỏ dại mọc tùm, tượng Phật lồ lộ giữa đám cỏ hoang, cùng với những ngọn tháp nhọn, bị gió mưa sói mòn qua bao năm tháng, bong chóc từng mảng. Một nhà sư vừa gầy vừa nhỏ lại vừa đen đang ngồi xếp bằng trên đỉnh tháp cao, tĩnh lặng không nhúc nhích. Nếu không biết, người ta có thể tưởng đó là một pho tượng đá bị sét đánh cháy xém. Đột nhiên, ông ta nhướng mí mắt lên, nhìn về phía đám bụi mù phủ kín rừng rậm ở xa xa. Một chiếc xe đang lăn bánh ngang qua đó. Bụi lắng xuống, mọi thứ trở lại bình thường, tiếng chim hót vang trong rừng hoa thơm ngát. Nhà sư nhảy xuống từ đỉnh tháp cao, nhẹ nhàng tựa cánh chim. Nhưng khi chạm đất, ông ta trông như đã 3 ngày chưa ăn, khó khăn lắm mới đi được, loạng choạng bước đi, có vẻ sắp ngã bất cứ lúc nào. Ông ta đi vào khu vực giữa hai tháp cao, căn phòng duy nhất còn có thể che nắng che mưa. Dù ánh nắng có thể len qua những tấm ngói rách nát, bên trong căn phòng vẫn tối om, tỏa ra một khí tức âm u rùng rợn. Trên tường phía tây của căn phòng, giống như nhiều ngôi chùa khác, có khắc hình các vị Phật. Nhưng ở đây, những tượng Phật không cao, khoảng bằng người thật, có cái nhỏ hơn, đứng hoặc ngồi. Nếu đến gần xem thì sẽ thấy đây không phải là tượng Phật, bởi chúng không có vẻ mặt từ bi của Đức Phật, cũng không phải là kim cương mộ nục, mà là những khuôn mặt khô héo thực sự, như những tiểu bản xác ướp được trưng bày sau khi gỡ bỏ vải bọc. Mỗi xác ướp đều tỏa ra một luồng âm khí đặc sệt, không ngừng lan tỏa ra ngoài. Những luồng âm khí đó tụ lại thành một thứ vật chất giống như âm linh, bay về phía giữa căn phòng. Ở đó, một phụ nữ đang lơ lửng trong không trung, dù ánh sáng tối tăm, vẫn có thể nhận ra đó là một người đẹp tuyệt trần, như một vị tiên nữ. Trước và sau người phụ nữ, 7 thanh kiếm cũng đang lơ lửng, thân kiếm tỏa ánh sáng lờ mờ, ngăn chặn không cho luồng âm khí từ phía tây tấn công. Dưới chân người phụ nữ là một ngọn đèn dầu, ngọn lửa màu xanh biếc. Ngọn lửa như hạt đậu ấy phát ra một năng lượng kỳ lạ, khóa chặt không gian xung quanh người phụ nữ. Phía trên đầu người phụ nữ, trên mái nhà rách nát và thủng lỗ chỗ, có một pho tượng tà thần với 9 cái đầu. Nhà sư gầy gò đứng ở cửa ra vào, nhìn người phụ nữ rồi cười khặc khặc 2 tiếng, đừng chống cự nữa, cô chỉ làm người ta nổi giận của Naga thôi, cô cũng không muốn sinh linh đổ thán đâu, phải không? Hướng Vãn Tình khó khăn thay đổi một thủ ấm khác. 7 thanh kiếm xoay quanh cô ấy, ánh kiếm chói lọi nhưng vẫn không thể phá vỡ vòng vây của âm linh. Cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng trong những âm khí kia ẩn chứa oán niệm. Trong ngôi chùa này, không biết đã có bao nhiêu người chết, phần lớn là những cô gái trẻ, cũng có một số bé trai, thậm chí chưa đến 8 tuổi. Những đứa trẻ ấy trước khi chết cũng bị nhà sư ác độc giam giữ tại đây như cô ấy, dưới chân họ có một ngọn đèn dầu, ngọn lửa sẽ từ từ thiêu chết họ. Dầu từ xác chết được nhà sư thu gom vào những cái lọ, còn thi thể thì được làm thành tiêu bản gửi trong ngôi chùa cũ nát này. Họ chết trong đau đớn cùng cực, linh hồn biến thành những oán niệm bị khóa lại tại đây. Chỉ cần xác khô của họ còn đó, linh hồn sẽ không thể thoát ra. Họ đã quên hết mọi thứ khi còn sống, chỉ nhớ nỗi khổ lúc sắp chết. Họ sẽ mãi mãi bị tra tấn bởi nỗi đau đớn ấy, oán niệm cũng vì thế mà ngày càng nặng nề. Còn có những đứa trẻ nhỏ hơn nữa, nhỏ nhất là những đứa được lấy ra từ bụng người mẹ mang thai, được nhà sư ác độc ngâm trong những lọ dầu xác chết, linh hồn được luyện hóa thành những tiểu quỷ ngoan ngoãn, có thể nhập vào những tấm Phật bài do ông ta chế tạo. Loại Phật bài này có giá rất cao, từ vài trăm vạn đến vài nghìn vạn. Chúng có thể mang lại vận may cho người mua, rất nhiều đại gia và ngôi sao nổi tiếng thích thứ đồ này. Nhà sư gầy gò đen lùn đứng ở cửa ra vào kia, chính là một trong những nhà sư nổi tiếng nhất Thái Lan, Long Bà Ba Dục. Với diện mạo nghèo khổ, ông ta đã trở thành một vị thánh trong lòng mọi người. Phật bài của ông ta rất hiếm và khó kiếm. Nhưng không ai biết những việc làm nhơ nhuốc ông ta đã gây ra trong ngôi chùa cũ nát này. Nếu Hướng Vãn Tình không đến, có lẽ phải mất rất lâu mới có người phát hiện ra. Hướng Vãn Tình đã đến đây khi lần theo dấu vết của Thái Vu Long Tăng. Thái Vu Long Tăng không phải đối thủ của cô ấy, nên đã chạy trốn đến nơi này. Long Bà Ba Dục đã dùng một tiểu quỷ đáng thương để dẫn dụ cô ấy vào ngôi chùa cũ nát này,
rồi dùng âm linh trận vây hãm cô ấy. Đối với Hướng Vãn Tình, dù những oán niệm âm linh này mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ để đe dọa cô ấy, đó cũng là lý do cô ấy dám đuổi theo vào đây. Tuy nhiên, cô ấy không ngờ trong ngôi chùa cũ nát này lại có hai vật cổ xưa khiến cô ấy vô cùng đau đầu. Một là ngọn đèn dầu dưới chân. Khi ngọn đèn này được thắp sáng, ngọn lửa chỉ bằng hạt đậu, chỉ soi sáng được một khu vực hạn hẹp. Nhưng bất cứ thứ gì thuộc về linh hồn nếu lọt vào vùng ánh sáng ấy sẽ không thể thoát ra, như thể không gian bị khóa lại vậy. Linh hồn bị ánh đèn chiếu vào sẽ cảm thấy khó chịu như bị nắng gắt thiêu đốt. Hướng Vãn Tình khẳng định đây là một thần khí, chỉ có điều pháp lực của Long Bà Ba Dục không đủ để khai phá hết uy lực của nó, nếu không cô ấy đã không thể chống đỡ được đến bây giờ. Vật thứ hai là bức tượng tà thần Naga có 9 đầu trên đỉnh đầu cô ấy, tỏa ra một thứ uy áp vô tận. Naga là một loài thần thú cổ xưa, hình dạng giống rắn nhưng có 9 đầu. Nhiều nơi ở Thái Lan và Miến Điện vẫn tôn thờ nó như một vị thần, xây đền thờ để cúng bái. Ngôi chùa cổ xưa này, rất có thể ban đầu được dựng lên để thờ phụng Naga, sau đó Phật giáo chuyển đến nơi đây mới trở thành một ngôi chùa, vẫn thờ cả thần lẫn Phật. Hướng Vãn Tình càng chống cự, uy áp từ bức tượng 9 đầu trên đỉnh đầu càng lớn. Cô ấy có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của Naga, như một con quái vật khổng lồ đang ngủ say sắp tỉnh dậy. Nếu Naga thực sự tồn tại, như lời Long Bà Ba Dục nói, chọc giận nó chỉ khiến sinh linh đổ thán mà thôi. Long Bà Ba Dục, ông lạm sát kẻ vô tội, cúng bái tà thần, tội lỗi tày trời. Ông trời sẽ trừng phạt ông, Hướng Vãn Tình nói. Thân hình gầy guộc của Long Bà Ba Dục tì vào khung cửa, ánh nắng chiếu lên lưng, khuôn mặt ông ta chìm trong bóng tối bên trong căn phòng. Ông ta ho khan một tiếng, cái lưng gù gù run lên, trông như một nhà sư khổ hạnh khốn khó thiếu ăn. Đúng rồi, trời sẽ trừng phạt tôi. Giọng Long Bà Ba Dục yếu ớt, tôi biết cô từ đâu tới. Thật đáng ghen tị đấy, những ai leo lên được chiếc thang kia hẳn đều là những người được trời chọn lựa nhỉ. Ông biết lai lịch của tôi mà vẫn không buông tha tôi. Hướng Vãn Tình nói. Long Bà Ba Dục dường như không nghe thấy, chỉ tự lẩm bẩm, chắc hẳn cô đã vượt qua thiên kiếp rồi nhỉ. Tốt lắm, tôi thì không được, thân thể quá yếu ớt. Khụ khụ, tôi không chịu nổi thiên lôi. Khụ, khụ, tôi chỉ có thể nhờ vào sức mạnh của Naga để chống đỡ. Lần trước, để tôi nhớ lại xem, lúc nào nhỉ? Gần 100 năm rồi. Tôi hầu như quên mất, lúc đó Naga đã giúp tôi chống lại thiên kiếp. Cứ 100 năm lại có một thiên kiếp thứ hai của tôi cũng sắp đến rồi. Chỉ không biết Naga có giúp tôi chống đỡ được bao nhiêu lần nữa. Khụ khụ. Dù đã vượt qua thiên kiếp nhưng thân thể tôi ngày càng suy yếu. Khụ khụ, cô đến đúng lúc lắm, tu vi của cô cao như vậy, nếu tôi luyện hóa cô, hút sạch linh hồn cô, công lực của tôi sẽ tăng vọt, như vậy sẽ xứng với địa vị của kẻ vượt qua 2 lần thiên kiếp. Khụ khụ, khụ khụ. Long Bà Ba Dục ho dữ dội, đan xen với những tràng cười kỳ quái. Đừng chống cự nữa, vô ích thôi, cô chỉ còn đủ pháp lực chống chọi nhiều nhất 3 ngày mà thôi. Dù cô rất xinh đẹp, nhưng tôi sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu, khụ khụ. Chắc chắn cô sẽ trở thành một trong những xác chết đẹp nhất ở nơi này. Khụ khụ khụ. Chấm. Hạ Ái San mặc trang phục công chúa, bước trên con đường dải đầy hoa tươi. Có chị gái nhỏ đi cùng, vượt qua phòng khách, tiến vào đại điện lộng lẫy. Cô bé nhìn thấy một người đàn ông lùn tịt, mặc quân phục, đứng cuối thảm đỏ. Hạ Ái San biết đây chính là kẻ mà chị gái nhỏ gọi là ác quỷ, nhưng mọi người vẫn gọi ông ta là tướng quân. Trong đại điện có rất nhiều phụ nữ đứng đó, Hạ Ái San có thể cảm nhận được ánh mắt đồng cảm hoặc ghen tị từ họ. Càng đến gần ác quỷ, Hạ Ái San càng sợ hãi. Chị gái nhỏ nắm chặt tay cô bé, truyền cho cô bé một chút ấm áp. Chị gái nhỏ dẫn cô bé đến bên cạnh ác quỷ, đưa tay cô bé cho ông ta, khi quay đi, như vô tình vuốt nhẹ qua ngón tay và chiếc nhẫn trên ngón tay của cô bé. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 59.